Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo. Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo. Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo. Cuối lại đấng Tam Giới Tôn, quy mạng cùng mười phương Phật. Con nay phát nguyện rộng thọ trì sám danh hiển đạo. Trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ Tam Đồ. Nếu có kẻ thấy nghe đều phát lòng Bồ Đề. Hết một báo thân này sanh qua cõi cực lạc. Nam mô sám danh hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô sám danh hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô sám danh hội thượng Phật Bồ Tát. Thị dân giao lý phần đời mạt pháp, hình như mộng mà không phải mộng. Từ đâu đưa đến bóng từ bi, thốt những lời bất khả tư nghị. Ngồi tại thế giường đi trong gió, thần tư đại thấy rằng không có ngủ trước đời như bỏ từ lâu. Lặng lẽ nghe giáo lý nhiệm màu, một bài kể bắt đầu vang dội. Tam muôn bốn ngàn pháp vào thời kỳ mát kiếp, mà dễ tu có một môn niệm A Di Đà Phật. Mọi tội lỗi tiêu tan, các dòng tâm biến mất. Niệm Phật một lòng thành, đủ sanh về Phật quốc. Tiên kệ ấy tai nghe đã dứt, lòng còn đáng phượng phất như mơ. Vừa xét suy vừa cũng đợi chờ, những gì sẽ được cho nghe nữa. Không riêng muốn một mình xem sửa, muốn cho nhiều người nữa được nghe. Bởi thấy đời nay quá khắc khe, ít người chịu tin theo đạo lý. Kẻ thì bởi không ai dẫn chỉ, người thì vì thấy sự buộc ràng. Đa số người chỉ biết thế gian, không tin có thiên đàng địa ngục. Nên chẳng biết đến điều tội phúc, chỉ làm theo sở dục thương ngày. Có phải chăng vì lý do này, khiến nhân loại đông tây thù ghét, lấy đạo nghĩa con người ra xét, không khỏi sanh lắm việc lo buồn. Rối đời không mấy kẻ gỡ xuống, trái lại lắm người đương thêm rối. Kẻ thì tạo rối trong gia nội, người thì gây rối tới bên ngoài. Trường cạnh tranh cứ mãi kéo dài, khiến người khắp trần ai đều rối. Như đã hiểu tâm này mỏi nổi, bóng từ bi tiếp nói thêm rằng. Chúng sanh trong nhà lửa đang say giấc mộng trường, nếu không người gọi thức tất bị cháy tan xương. Chuông thiền nên dòng gấp nước
tình phải rưỡi bương. Độ dân rời quả trạch, cùng Phật đau Tây Phương, tử sanh không ràng buộc. Phiền não hết dân dương, vượt ngoài dòng nhân ngã, khỏi hẳn cảnh ghét thương. Phàm tình không pha phách, sự thay hết nhiều nhường, luôn vui không thấy khổ. Thật tử tại miên trường, chúng sanh trong hạ giới, à, mau cải ác tùng lương. Dứt mê trần hải tình, cửa Phật Pháp mau nương, cõi đời là đau khổ. Kiếp sống dũng vô thường, ráng tu cho giải thoát, ấy là kế thượng phương. Nghe kể qua không ngớt suy lượng, làm sao gọi kẻ còn mê giấc. Chạy ra khỏi nhà đang cháy hực, giải quyết cho xong cuộc hồng trần. Nhược bằng không tình giấc mộng tràn, đời khó tránh tiêu tan cho mà. Lâm tử trần phải tìm lối thoát, rớt sông mê bờ giác khá tầm. Người đời nên sớm biết hồi tâm, chẳng đứng kiếp thăng trầm thế sự. Tính lời Phật chớ nên lưỡng lự, phải nhất tâm bỏ giữ làm lành, tất nhiên là nghiệp khổ chúng sanh. Chẳng có cớ lôi mình vào được, việc ấy rất nhiều người biết rõ. Nhưng lòng không chịu bỏ cho xong, cứ để cho mờ mịt cõi lòng. Năm tháng cứ tùy tầm thủy dục, rốt cuộc chỉ để dòi tựa rút. Riêng mình thì tiếp tục chịu đài, rừng mê càng xanh mọc thêm dài, biển khổ cứ đào xoáy sâu thầm. Dung sanh tử nhiều đời gieo rắm, khó nhổ cho hết đắng nhất thời. Nhờ từ bi chỉ dạy cho đời, những đạo pháp hợp thời hiện tại. Đây vừa phát tâm cầu thế ấy, liền nghe bài kể dạy như sau. Tất cả tấm lòng thành gồm vào một niệm Phật, khi niệm mây phát lên vang rền trong trời đất. Rừng mây cháy sạch không, biển khổ lấp bằng mặt. Chỉ trong cây quát nhiên thấy rõ tam thế Phật. Nghe kể qua như là mở gút, giúp cho người hiểu thiếu đức dễ tu. Bất luận là kẻ trí người ngu, đều có thể trì câu lục từ. Thật niệm Phật dứt lòng hung dữ, quyết tu hành bỏ sự gian phi. Lợi danh đời lòng chẳng thiết chi, đường giải thoát cố đi cho tột. Trong nhà lửa mà không bị đốt, ở cõi trần mà vượt khỏi mê. Có vinh quê chẳng nhiễm vinh quê, được phú quý không mê phú quý.
càng có của càng đem bố thí, càng có quyền càng nghĩ cứu dân. Giàu sang không phụ bạc cơ bằng, thông minh chẳng ngạo khinh ngu dài. Được thân thế lòng càng rộng rãi, đủ tiện nghi giả phải khoan dung. Không thừa cơ chụp giật hành hung, chẳng cậy thế thổi lâm tìm vết. Muốn làm sống không đành làm chết, thương người không nỡ ghét hại ai. Tìm làm cho hòa nhã tốt tươi, chẳng muốn tạo lối thôi gây gồ. Giữ nhân cách biết điều thẹn hồ, ở thẳng ngay sông có cương thường. Nghe khổ người lòng biết xót thương, thầy đói biết chia cơm sẻ ao. Ở chòm xóm lấy câu hòa hảo, trong gia đình gìn đạo hiếu thân. Ai cũng đều ăn ở có nhân, người đời sẽ bớt phần thống khổ. Ai cũng biết chung lo tế độ, thì ngục môn bế ngõ từ lâu. Được lạc an khắp cả quán cầu, đâu đến nỗi khổ sầu tấp nập. Nghe lời Phật lòng lành ráng tập, chỉ công lo niệm Phật tu hành. Lúc sống không đài đọa thân sanh, khi thoát được gửi mình cõi Phật. Ý nghĩ đến đây vừa mới dứt, cái nghe bài kể khắc ngâm lên. Đi đúng niệm Di Đà, nằm ngồi trì lục tự, thức cũng tưởng A Di, ngủ cũng ghi sáu chữ. Nói cũng nhớ Nam Mô, nín cũng ôm Phật sự. Cực lạc muốn giảng sanh, cứ y hành như thờ. Mật y bảo rằng dù đã sự, cũng thầm ghi sáu chữ Di Đà. Niệm Phật tâm chẳng phúc nào sang, tất không chỗ để tà ý khởi. Chỉ một niệm cầm lòng đi tới, Phật Tây Phương sẽ gọi đến tên. Chúng liên trì sen bao nở lên, khi mạng kiếp ngồi trên chính phẩm. Người đời khá để lòng suy gầm, tìm lối ra khỏi cánh hồng trần. Chớ chuốc thêm tội lỗi vào thân, nên cương quyết dứt lần nghiệp chương. Ở rộng rãi chớ nên hẹp lường, lo giúp người đừng tưởng riêng mình. Đối với ai cũng ở thật tình, chớ đừng có lòng sanh giả dối. Ráng ngừa tránh đừng cho phạm lỗi, lỡ phạm rồi thì tự hối chừa ngay. Được thế là cùng quy lắm thay, người đời có mấy ai toàn thiện. Bậc tiên thanh trước khi chưa hiền, cũng lỗi lầm nhiều chuyện như ai. Nhưng nhờ lòng cương quyết dẻo dai, nên các việc lầm sai chừa hết. Từ những chỗ tâm trần mê mết, đổi ra lòng cầu Phật
vãng sanh. Tuy khó khăn cố gắng sẽ thành, vãng sự ở nơi mình trì chi. Trong trí não đây còn đang nghĩ, được nghe thêm kể chỉ cho rằng. Ở chỗ vắng không người, cũng như nơi đô hội, bình tĩnh niệm A-di, chấm nom bồ đề coi. Nếu tà ý còn sanh, bởi Phật tâm còn rối, khéo điều khiển lòng mình, đường Tây Phương một lối. Nghe kệ xong nghĩa màu đã hồi, tự mình chừa chứ đợi Phật răng. Chưa trọn lành còn phải ngừa ngăn, được toàn thiện khỏi cần xem sửa. Mũi sơ cơ biết ra công chừa, thành quả rồi thì thở nhàn tư. Khó khăn là từ bước hỏng hư, mà biết sửa ra người đứng đắn. Việc khó tạo quyết làm sẽ đành, đạo khó tu cố gắng thì thành. Người chịu hành hay chẳng chịu hành, là tất cả mối manh quan trọng. Biết trừ lúc tâm vừa mới dòng, thì tội đâu còn lỏng ra ngoài. Giao lục mà được bén nhớ mày, phàm nên tánh nhờ hay tu luyện. Muốn cho Phật Di Đà lai diễn, trong lòng đừng lâm danh tiếng Nam Mô. Có thật mời thì kẻ mới vô, không thèm gọi ai mà bước đến. Mong về Phật cõi phàm chớ mến, muốn nên tiên tách bến hồng trần. Phải quyết tâm chớ có ngại ngần, Quan Âm cứ xây dần chẳng đợi. Chúng sanh ở trong miền hạ giới, khá chọn đường đi tới Tây Phương, để phủi rồi hết cảnh oan ương, và cũng dứt xong đường sanh tử. Nếu nghiệp ác người còn lo trừ, tức là không khỏi sự báo oan. Dạy thế gian phải trả thế gian, đi đường Phật thì sang cõi Phật. Thế gian chịu khổ sầu chất ngất, cõi Phật thì khoái lạc vô biên. Ráng tu hành ráng trưởng phước duyên, để sớm được trường miên bổn mạng. Kiếp người thấy tở dùm mây ráng, ngọn gió qua đủ tan số căng. Tham làm chi những việc hung hăng, để chịu lâm tai nạn kiếp sống. Không học Phật cũng dình đáo không, chẳng tu tiên cũng sống nên người. Lấy lương tâm ra đối xử đời, cho xã hội loài người tốt đẹp. Các tật xấu thoái hư nên dẹp, ráng trào trẻ tinh nết hiển lành. Chớ quá gì mến việc lợi danh, đức liêm sĩ của mình chôn lấp. Bề nhân cách cũng cần tu tập, mà việc lễ nghi phải học đàng hoàng. Tuy quen thân cũng chớ sổ sàng, dù cất ruột cũng đừng bướng bà. Cách
ăn nói choãn lời tao nhà, khi ngồi nằm lửa chỗ khiêm cung. Kẻ nhân nhận lầm thì kha thứ dung, người nói đúng nên công nhận phải. Khôn ngoan chứ khinh người ngu dại, giàu có đừng bác đãi nghèo hèn. Bất luận người ấy lạ hay quen, khi hữu sự sẵn sàng giúp đỡ. Trước việc nghĩa lòng không hề sợ, ấy những điều cần có nơi người. Ở thời kỳ thế kỷ 20, các việc thiện con người khó tập. Nhưng cũng ráng ra công bồi đắp, để cho ra phẩm cách con người. Đời văn minh sống chẳng tốt tươi, thì giá trị con người đâu xứng. Xét suy kỹ rồi trao trĩa phần, để bớt đi nhớ bẩn cuộc đời. Trong lòng đây còn nghĩ chưa thôi, liền nghe được những lời kể khác. Buổi trần tuy bao phủ son sắc vẫn một lòng, mây hoa trăng lại tỏ. Sông lặng biển quần trong, á gì không ngớt tường, Đà Phật vẫn hằng mong. Nguyện sanh về cực lạc, chẳng thích ở trần hồng. Được phát tâm như thế, chúng sanh đó thành công. Nghe kể này chứng tỏ cõi lòng, dù lăn lóc cũng không thể mất. Dứt mê được tức hoàn tâm Phật, rửa bụi xong vẽ ngọc sáng ra. Phải tự tin nơi bổn tâm ta, ráng tìm kiếm cho ra manh mối. Người khó được có lầm tự hối, biết hối thì tội lỗi đều tiêu. Đọa quyết tu thì cũng được siêu, sớm phàm tục cái chiều tiên thanh. Ma hay Phật tùy lòng ba tánh, người cũng nên lửa cảnh mà đi. Được trở nên Phật chẳng khó gì, khó là bởi không y lời Phật. Lòng này nghĩ đến đây vừa dứt, tiếng kể màu tiếp tục vang lên. Niệm A Di Đà Phật nói liền không hở dứt, lục tặc hết đường sanh, tam bành không chỗ xuất. Tan dần nẻo ngục môn, mà hiện rõ đường lạc quốc. Sức màu nhiễm vô cùng, khi được chân công đức. Tuy rằng tiếng kể màu đã dứt, lòng chưa ngừng một phút nghỉ ngơi. Những điều chi Phật đã thốt lời, cố suy nghiệm để khơi nguồn đau. Xét rằng kiếp phàm là khổ não, dáng vật là móng áo đồng trường. Việc tự sanh không trốn khỏi đường, thật là chẳng khác tuồng con mua. Nếu không sớm tìm đường sáng sủa, con muôn đời sống chỗ u minh. Bị lợi danh làm mất tâm linh, vì vật chất quên tình cảm tốt. Thấy tệ bạc khiến lòng như đốt, nghe gian ngoan bắt sốt ruột ra. Giờ phút nào cũng rất thiết tha, lòng giả của người ta tự mần. Bỏ đi tánh hẹp hòi nhớ bần, rèn tập
lòng rộng lớn sạch trong. Cứu đồng bào bất cảnh lòng đông, giúp nhân loại khỏi dòng tai biến. Vì chánh nghĩa riêng thân vui hiến, lo đạo màu mặt tiếng khen chê. Quyết làm cho đời tính giấc mê, phận mình có quản chi viết khổ. Nói chi Phật trọn đời cứu độ, học từ bi rộng mở lòng thương. Kêu gọi người cái ác tùng lương, lo giải thoát là phương cứu cánh. Luôn niệm Phật thường trao đức hạnh, chừa ác ngôn với tránh tà tâm. Lo anh năn khi đã lạc lầm, biết nhận lẽ khuyên răn chánh đáng. Việc hào hiệp khó làm cũng ráng, ở thẳng ngay khó đặng cũng lo. Đường đời tuy có lâm quanh co, ráng chiều uống để lo đạo đức. Thấy kẻ yếu liền ra giúp sức, việc lợi dân chẳng chút ngại ngần. Thật hành câu dị nghĩa dòng thân, đem khéo tỏ tinh thần bác ai. Kiếp này chẳng cứu sống nhân loại, thì kiếp sau cũng nối đổ đời. Chữ từ bi nhất định không rời, câu hỷ xả muôn đời chẳng bỏ. Đạo Phật quyết tình khai rộng ngõ, pháp tu nguyện dắt rõ nhiều phương. Cho nhân sanh cực lạc biết đường, sớm giải kiếp trần dương tạm già. Còn đang nghĩ ngợi nhiều trong già, kể nghe bài kể tỏ thêm rằng. Lòng vui chẳng chỗ lường, tình thương không vật sanh. Thật là tâm từ bi, thật là ý Phật thanh. Hỡi kẻ ở hẫm trần, hỡi người ta bà cành, muốn cùng Phật sanh cư, phải vui thương ba tâm. Nghiệp chướng chớ đeo mang, nợ thế gian trả rành. Nhất tâm niệm Di Đà, trì chí lo đạo hành. Trong không rối loạn tâm, ngoài chẳng biểu diếu cành. Rộng tở khoảng hư không, sáng như mặt nhật anh. Đạt đến chỗ này rồi, không còn lời so sanh. Tiếng kể ấy ngân như chuông đánh, vẫn còn nghe vẫn vẫn bên tai. Người nào dù có lắm ngủ say, nghe đến cũng mở ngay đôi mắt. Biết rõ giấc mộng trần mê hoặc, bừng tỉnh ngay không chút vẫn già. Rất ước mong khắp hết người ta, đồng tưởng Phật Di Đà thường niệm. Học đạo lý trao dồi hạnh kiềm, xem giảng kinh kiểm điểm tánh tình. Ngọn tâm đang quyết đốt cho mình, để thấy rõ đường sanh cực lạ. Mình biết chỗ mới dìu kẻ khác, không rõ đường khó dắt người đi. Việc thương người phải đúng từ bi, thương sai chỗ nhiều khi gây hòa. Nên xét kỹ đây hành đạo cả, hầu giúp cho Phật quả viên dung. Ngọn lửa trần mỗi bữa cứ nung, mong ba tâm để lòng phản tình.
gặp chánh đạo rang tu chân chính, nghe pháp màu khá vĩnh đi theo. Khi thuyền cài bị ngạn quanh neo, đến chừng ấy lái lèo khỏi bằng. Một bài kể khác liền chỉ dần, thật là chân pháp màu thì bất di bất dịch. Vạn vật có đổi thay, pháp màu không xê xích. Chúng sanh có mất còn, pháp màu không sống chết. Gọi là chân pháp màu, trước sau không dấu vết. Hỡi kẻ muốn tu hành, pháp màu là trước hết, nên tìm kiếm trong tâm, tất pháp màu thấu triệt. Nghe lời kể rất nên siêu việt, mong rằng ai cũng biết tận tường. Lo hồi quang để thấy tâm dương, ráng phản chiếu cho tường pháp bầu. Diệt đạo quả muôn cho thành tựu, người tu nên thi chung thủy một lòng. Muốn nghĩ thêm chưa kịp nghĩ xong, một bài kể khác ung dung tiếp. Cõi ta bà đau thương, chúng sanh luân chuyển luôn, Phật trong càng thương xót. Từ quan chẳng ngất tuôn, tiếc thay đời mây ngủ, không thấy anh thái dương. Mau tỉnh cơn ác mộng, tỉnh sống kiếp quay cuồng. Nghe kể quá suy nghĩ thêm buồn, mình cũng một người trong bể khổ. Từ xưa cũng vì chưa tỉnh ngộ, mới nhập trong thầy tổ nhiều phen. Kiếp chúng sanh thật quá đổi hèn, không tự giác chờ uyên mới tình. Thích ca chẳng đợi ai mời thình, thấy khổ đời tự tỉnh xuất gia. Mối đau màu nhất quyết tìm ra, để cứu vớt người ta sống khổ. Tự lòng xót thương đời muốn độ, nên sẵn sàng chịu khổ tu hành. Lòng từ bi ấy vốn chân thành, nên Đức Phật bình sanh đắc đạo. Biết tự giác không chờ ai bảo, đang kính thay Phật tổ ngàn xưa. Mình làm sao đền đáp cho vừa, ân của Phật tìm ra chánh đạo. Mong ai cũng tôn sùng tam bảo, lo tu hành đúng đạo Thích Ca, giải quyết xong cảnh khổ ta bà. Phật khỏi nhọc công ra giải dồ. Đó là việc đáp ơn Phật tổ, cũng là điều giải khổ cho mình. Tất nhiên cùng Phật được đồng sinh, hết còn chịu linh đinh biển ấy. Kể nghe tiếp thêm bài kể dài. Người đời tham đủ thứ, rốt cuộc cũng tay không, thế mà chưa thấy chăng. Vẫn còn lắm sự mong, tội lỗi càng chồng chất, đền trả mãi chưa xong. Hồng trần là tám già, nên tỉnh ngộ nơi lòng, lo tu hành niệm Phật, cho khỏi nghiệp cùm gông. Trọn vui câu giải thoát, các nỗi khổ đều không. Cảnh nay người muốn đến, nghiệp oan chớ đèo bồng. Hành ý lời Phật thuyết, sẽ toại ý người mong. Ý kệ như cách
kẻ trần hồng, biết vật tạm mà lòng cứ mến. Rốt cuộc chỉ não sầu đưa đến, người đời không mãn nguyện bao giờ, trong cái vui có cái khổ chờ. Đang ngày sống sẵn hờ ngày chết, cái chi đến cuối cùng cũng hết, không vật nào người được giữ còn. Ví dụ là sông biển núi non, cũng vẫn bị tan mòn khô cạn. Sanh thì phải tử là định mạng, vật hữu hình có hạn số căn. Nếu không tìm đường lối siêu thăng, thì muôn kiếp vẫn còn sanh tử. Trong lúc sống dù mưu vạn sự, khi chết rồi ra thứ bụng lầy. Từ ngàn xưa cho đến ngày nay, ai cũng thế nào ai khỏi được. Nơi nên cởi mở nghiệp trần thúc phược, để tử sanh hết buộc trói mình. Sự giả chân phải xếp cho mình, lẽ siêu đọa cũng nên nhớ lại. Tuy lời Phật tổ xưa chỉ dạy, giải thoát môn khổ hải ta bà. Cầu vãng sanh cảnh giới liên hoa, lục đạo khỏi giàu ra thỏ nàng. Đồng Bồ Tát Như Lai trường mạng, cứu mình còn cứu đẳng tổ tiên. Cũng như là các bậc tiện hiền, không thẹn kẻ sanh trên mặt đất. Nếu người chỉ sống theo vật chất, thân mất rồi các vật quá không. Như giả tràn xe các biển đông, muôn diệt đổ theo dòng nước cuốn. Lo giải thoát cho đời khỏi uồn, nên làm lành để chẳng phí công. Hãy mở tâm bắt ấy đại đồng, mà để giúp kẻ sống trong cảnh khổ. Nên hòa thuận chớ nên gây gổ, tha thứ nhau đừng bó buộc nhau. Người dù là không phải đồng bào, cũng đồng loại nỡ nào nhiễu hại. Nên giúp đỡ đi cùng tồn tại, chớ đem lòng phá hoại lẫn nhau. Tinh thần nhân loại khá nêu cao, lo giải quyết khổ đau đời sống. Dẹp ích kỷ dẹp lòng tham vọng, mở lương tâm mở rộng tình yêu. Với người người tương trợ mọi điều, lấy thành thật ra nêu trước hết. Sự vui khổ hoặc bề sống chết, lo đỡ nâng cứu vớt lẫn nhau. Đạo làm người cùng biết đổi trao, mỗi cảnh khổ hoàn cầu được bớt. Việc cơm mau khá nên chia sớt. Cảnh hòa bình cần hợp nhau xây, mối tình thân thiện giữa nhân loài, nên tìm cách tạo gây chặt chẽ. Giúp nhau cách lo âu được nhẹ, được an cư trên lẽ sống còn, suy nghĩ còn tiếp giữa lòng son. Kể bài kể khác liền đưa tới, chúng sanh cõi trần lao, thiếu lòng cứu trợ nhau, sanh ra nhiều tai họa. Khiên lâm diệt buồn đau, khổ vô tình thì ít, khổ cô y biết bao, bởi ngã nhân làm khổ, vì ích kỷ gây sầu.
ngàn xưa đã như thế, ngày nay có khác đâu, dục vọng sanh giết hại. Tham lam đổ máu đầu, oán thù vì lợi lớn, vẫn ghét bởi quyền cao. Tiền tài quên cốt nhục, danh dĩ hại đồng bào, nguyên nhân các sự khổ. Người đã hiểu ra sao, nhưng mà không chịu tránh, trái lại cứ mang vào, khiến cho thêm khổ nạn. Đời này đến đời sau, chúng sanh trên thế giới, cần phải biết thương nhau, tiêu diệt cảnh nghèo khó, tẩy trừ nạn đói đau, cùng chung lo bảo vệ, không phân biệt sắc màu. Đối đãi nhau thành thật, cùng tôn trọng lẫn nhau, hòa bình chung sức lập, đạo đức cố dồi trao, sống không làm nhau khổ, chết cùng được tiêu dao. Loài người trên thế giới, việc ấy khá ghi vào, giúp người vui thì tốt, làm người khổ nỡ nào. Việc lành nên tạo gấp, mà điều giữ khá chừa mau, đồng tâm hành thiện sự, đâu còn cảnh binh đau. Khổ ta bà tất hết, vui cực lạc thay vào, đời văn minh tiến bộ, há không nghĩ đến sao? Cái vui là cái khổ, người nên lựa cái nào, vui thật hay vui giả, khổ tạm hay khổ lâu? Cần để tâm chọn lựa, xây hạnh phúc quán cầu, vui cá nhân ngắn ngủi, vui đại chúng dài lâu. Vui riêng có tránh khổ, vui chung tất chẳng sầu, thích ca hồi thở trước, tại sao bỏ đài lầu? Thấy vui riêng là khổ, vui riêng cũng không lâu, nên tìm vui đại chúng, thật là vui nhiệm màu. Thường tình cho là dài, nhưng nào có dài đâu, thật là chân tri thức, thật là kẻ hiểu sâu. Lợi danh không thể gạt, tài sắc khó nhữ câu. Đời tư đành chịu bỏ, để đổi vui nhiệm màu, vui mười phương thế giới, vui vạn vật năm châu. Mẹ cha được vui cả, vợ con cũng hết sầu, đó là vui chân thật, cũng là vui dài lâu, hơn mấy ngàn năm lẻ, còn gương sáng mất đâu. Cái vui ấy bất diệt, chúng sanh khá lo cầu, đời nay là mạt pháp, vui chung rất cần âu. Nếu cá nhân còn nặng, thế giới vẫn còn sầu, tiêu diệt hay tồn tại? Do người chẳng do đâu, cùng lành cùng sống cả, cùng giữ cùng chết mau, không cần hỏi tiên Phật, tự xét biết thế nào. Nghe kể này người nghĩ ra sao, riêng đây cảm thấy nhiều kích thích, các đau khổ thêm rành tông tích, nỡ con đường lành được biết sâu xa. Ngại ngần chi mà chẳng tiến ra, tạo thế giới hòa bình khoái lạc. Giúp nhau sống đừng làm nhau thoát, ấy là điều khao khát nhất cần.
nên thương người như thể thương thân. Đời cần có tinh thần tương trợ. Làm người kinh chớ làm người sợ, nên giúp nhau đừng có hại nhau. Nếu người đời học thức càng cao, càng biết cộng hậu nhau mạng sống. Trước đau khổ lấy làm cảm động, đó mới là thật bổn tâm người. Nên làm cho ai cũng vui cười, chớ nên để cho người than khóc. Lấy đạo đức ra làm căn gốc, đem khoan nhân đôi đáp lẫn nhau. Biết tiếc người từng giọt máu đầu, biết trọng sức cần lao kẻ khác. Trên tất cả những lời chua chát, các hành vi bảo ác tránh luôn. Tránh mọi điều tham vọng điên cuồng, tránh các việc chủ trương phi nghĩa. Những hành động khiến đời mai mìa, lo tránh xa không để mang vào. Việc ngày nay biết nhớ ngày sau, tội với phước thế nào xét kỳ. Tránh cử động theo lòng hồ mỹ, tránh hành vi theo ý nhất thời. Tránh hại mình, tránh hại người đời, sự chi cũng xét nơi nhân hòa. Luôn tiêu biểu tinh thần cao cả, tỏ rõ người văn hóa thượng lưu. Vui lấy ân ra trả oán cừu, vui chịu khổ để mưu đại nghĩa. Lòng nhân ái thường lo trao trìa, việc thiện lương chẳng để lãng quên. Các việc vừa lướt kể nơi trên, đời văn vật càng nên sớm có. Còn đang nghĩ thêm điều này nọ, kể được nghe bài kể khác thêm. Thế giới ngày nay nhiều phát minh rất tài, nhưng vấn đề sanh tử vẫn còn dở chưa hay. Loài người cứ phải chết, cái chết không đổi thay. Thế là phát minh ấy chưa khỏi kiếp trần ai. Dùng nó giúp nhân loại sống chớ có mê sai, mê sai sanh tử mạng. Tử mạng gây nạn tai, tai nạn bằng khoa học. Thần thanh cùng châu mày, tình thương nhau nếu mất, tiêu diệt chỉ phút giây. Ráng hòa bình thế giới, khá bảo vệ nhân loài, sự đại đồng bát hay. Mau thực hiện đời nay, là người thì giúp đỡ, chớ phân biệt đông tây. Sanh mạng cần tôn trọng, dù rằng khác giống loài. Kẻ khỏe giúp người yêu, kẻ dở học người hay. Mạnh đừng sanh lấn hiếp, quyền chớ có ra oai. Vợ không làm mặt dòi, hay chẳng có khoe tài, giàu đỡ nâng nghèo khó.
con chỉ bảo ngu ngay. Người sanh trên mặt đất đồng giá trị như ai, kính trọng đừng khinh bỉ, dùng thư chớ gắt gai. Thấy những điều đang có ngay trên thế gian này, giết hại không ai muốn, thù oán chẳng ai gây. Người nào cũng chân thật, không ai gạt lường ai. Thương nhau như huynh đệ, trọng nhau tở chân tay. Tinh thần và vật chất đều nâng đỡ cả hai. Hòa bình khắp quả đất, an lạc cả nhân loại. Người sợ người không có, ai cũng chẳng nghi ai. Của rơi không sợ mất, nhà ngủ khỏi then gài. Người đều cao giáo dục, đều trọng nghĩa khinh tài. Bề đức hạnh lo sửa, việc tri thức lo khai. Thôn quê như thành thị, đều vui vẻ đêm ngày. Không còn người bị hiếp, cũng hết kẻ bị đày. Quan ô không còn nữa, dân bảo cũng chẳng ai. Người tự do như một, được bình đẳng nhân loại. Nếu thật là tiến bộ, nếu thật có chân tài, làm vui cho mọi kẻ, không gây khổ cho ai. Mọi người nên phản tình, ở nhân loại đời nay. Tiên kệ tuy đã dứt bên tay, nhưng lòng vẫn còn dài suy nghĩ. Cảm ơn đấng siêu hình dẫn chỉ, các điều này nguyện sẽ truyền ra, để cho người đời đảo gần xa, có dịp đọc để mà suy nghiệm, lẽ phải trái tự mình kiếm điểm. Tránh cho thân khỏi chuyện sai lầm, trước là mình khỏi hối hận tâm, sau là giúp người thêm phúc lời. Thấy chân chánh làm ngay chẳng đợi, vì thời gian theo dõi bên lưng. Thường việc mai ít gặp hai lần, còn việc rủi gặp luôn không hàng. Khuyên người sự tu hành phải ráng, vì ít khi gặp đặng chánh đàn. Muốn cứu mình hoặc cứu thế gian, thiếu chánh đạo khó toan cứu nổi. Lòng tin tưởng vốn là nguồn cội, những tin lầm tối lỗi càng sâu. Lấy nhiệt tâm xuông chẳng đủ đâu, cần lấy tri xét cầu mới được. Đâu là tội còn đâu là phước, ma thế nào còn Phật thế nào. Nhất thiết cần để trí suy vào, phân tích kỹ rồi sao quyết định. Ma giả dối Phật là chân chính, ma hại người Phật chẳng hại người. Ma làm cho nam nữ đọa đày, Phật cứu độ gái trai giải thoát. Ma vị kỷ thành ra bảo ác, Phật xả thân nên rất từ bi. Ma chỉ làm ngoài mặt tu trì, Phật thì cả trong ngoài đạo đức.
ấy đại khai diệt ma diệt Phật. Còn những điều tội phước sau đây, tội là hành động hại nhân loại, phước là biết tạo gây lợi chung. Tội là việc khiến người kinh khủng, phước là điều giúp chúng an vui. Tội là lòng ích kỷ hai người, phước là tánh thương đời bố thí. Tội là việc trái đường đạo lý, phước là điều hợp với từ tâm. Tội là xui kẻ tạo sai lầm, phước là khiến người làm chánh đáng. Tội làm kẻ hư đời hãy màng, phước giúp người nên hạnh an thân. Tội hại người vật chất tinh thần, phước giúp kẻ linh hồn xác thịt. Tội khiến kẻ lạc đường mù mịt, phước giúp người đến bước quang minh. Tội hại người chịu kiếp tử sinh, phước giúp kẻ nhẹ mình siêu thoát. Tội tôm tắc là điều tội ác, phước cải ra làm việc tốt lành. Lòng thường mong tất cả nhân sanh, phân tích rõ để hành đúng lẽ. Không những cứu mình còn cứu kẻ, khỏi đường ma khỏi lẽ tối tình. Giúp thế gian giữ vững an ninh, và cũng giúp nhân sinh hạnh phúc. Dân chúng đã khổ sầu lâm lúc, chắc không ai muốn chất khổ thêm. Trái lại thường cầu khấn ngày đêm, cho thiên hạ được êm đời sống. Hòa bình mọi nhà đều trong ngóng, giặc giả không ai muốn ước ao. Cái thiện tâm bất luận người nào, cũng đều có như nhau tất cả. Khác nhau chỗ biết làm khai hòa, hay là không chịu mở ra thôi. Lúc mới sanh tánh thiện có rồi, làm tội ác từ hồi nhiễm thế. Biết tình ngộ quay về cõi rễ, ngôi Phật tiên có thể trở nên. Tánh thiện mong người chớ bỏ quên, dù sao cũng mau nên nhớ lại. Tội lỗi mi cũng nên hối cải, nghe kể kinh trai giới tu hành. Khuyên lẫn nhau lành giữ làm lành, cùng giúp đỡ khi sanh khi tử. Nơi nào cũng lo hành thiện sự, tất trở nên không khí ôn hòa. Bảo ác đâu còn cớ sanh ra, đau khổ kiếp người ta cũng bớt. Giúp cảnh sống thanh bình khoái hược, còn giúp cho khi thoát siêu sanh. Có phải chăng là việc tốt lành, vì ai cũng có thể làm nên được. Rất mong mọi nhân dân các nước đồng chủ trương đại cuộc hiền hòa, để giúp cho tất cả người ta được vui vẻ sống qua ngày tháng. Một bài kể khác liền tiếp vang. Chúng sanh khắp bốn phương, vì nhỏ hẹp tình thương nên từ hồi vô thì không ngất cảnh chiến trường. Nào là tiêu tiểu tai nạn,
nào là đái hòa ương. Từ sanh cho đến chết, thường trong cảnh thế lương, bao nhiêu đều thống khổ, tự tay khách trần dương. Biết tội không chừa bỏ, thấy ác cư giữa nương, phạm tội còn thêm tội, đã ác mãi ác trương. Kẻ thì cô hung dữ, người thì thích bất lương, tuy khác nòi khác giống, không khác tánh bảo cường. Khổ khổ ta bà khổ, đa số thiếu tình thương, tình thương nên mở rộng, thương hết kẻ bốn phương. Thành tâm lo giúp đỡ, thật ý ở hiền lương, thuận hòa không gây gổ, chân thật chẳng gạt lường. Hòa bình đồng yêu chuộng, nhân đạo đồng chủ trương, người được như thế cả thế gian tích thiên đường. Nghe kể này cảm kích phi thường, nhận thấy rất thích đương hiện tại, hy vọng khắp năm châu nhân loài. Biết hồi tâm sửa cải như trên, mở tình yêu rộng lớn mong manh, tạo thế giới hòa bình hạnh phúc. Người cùng biết thương nhau từ chút, giúp đỡ nhau mỗi cuộc thanh trầm, ai cũng đều được có từ tâm. Không ai có ý làm ai khổ, khi làm quấy tự mình biết hổ, chẳng đợi ai đánh đổ đến mình. Đọc sử kinh trao luyện tánh tình, không thẹn với anh minh tiền bối, đường sáng sủa quyết khai rộng lối. Giúp cho người lui tới tự do, cảnh bung lầy được hết sợ lo, cũng khỏi bước lần dò tâm tôi. Học Phật diệt từ bi là cội, nói thánh hiền nhân nghĩa là nguồn. Thương chúng sanh lo cứu độ luôn, xưa nay vẫn một đường không khác, việc nhân nghĩa từ bi muốn đạt. Thì tinh thần cương quyết phải nhiều, chướng ngại dù có gặp bao nhiêu, cũng chẳng để cho xíu lòng già. Đem chi lớn ra làm đạo ca, đeo đuổi cho đến thỏa ý nguyện. Khi phải kiên thì đủ nhân kiên, khi phải dũng thì liền anh dùng, tùy phương pháp để mà áp dụng. Tùy thời cơ để ứng biến quyền, giúp cho người vui vẻ ổn yên, trên đạo lý như trên đời sống. Lòng yêu mến nhân dân càng rộng, thì tâm hồn xây dựng càng nhiều, cái tinh thần khiếp nhược càng tiêu, và ý chí cao siêu càng lớn. Thấy ai khổ thì lòng đau đớn, chỉ giúp người chớ chẳng hại người, chính đó là tánh của Phật trời mà tất cả người đời đều có. Nếu người biết giữ gìn tâm đó, không để lòng dĩ ngã làm tan, tất nhiên cùng chư Phật đồng hàng, tình thương kẻ thế gian vô tận.
dứt hết tâm muốn ham nhớ bần, cũng không lòng thù hận ghét ganh. Lấy khoan dùng đôi với nhân sanh, biết giúp đỡ như tình người mẹ. Thấy hạnh phúc thì lòng vui vẻ, nghe khổ đau thì giá buông đầu. Dù đi đâu và ở nơi đâu, lòng thương nhớ lo âu đến mày. Phật đối với chúng sanh thế giới, cùng nhớ thương như vậy khác chi. Cho nên người học đạo từ bi, các điều ấy nên ghi nhớ rõ. Ngôi tam bảo quyết làm sáng tỏ, thực hiện lòng cứu độ vô biên. Nếu tinh thần giác ngộ siêu nhiên, cho ba tánh tục tiên được thấy, như thế mới đúng lời Phật dạy, và làm cho nhân loại soi chung. Hầu bỏ đi cách việc giữ hung, giúp nhau được sống trong hòa khí. Người nào cũng lo gìn đạo lý, biết thương nhau biết quý lẫn nhau. Tội lỗi không ai muốn phạm vào, ai cũng muốn dồi trao công đức. Tâm mô nhiễm hồng trần lo dứt, quyết tụ cho giải thoát kiếp mê. Cõi niết bàn khi thoát trở về, như thế chẳng vật chi sánh kịp. Câu chuyện tới đây vừa nghĩ tiếp, tai liền nghe kể khác ngâm lên. Chúng sanh động giác ngộ, nhận rằng đời là khổ, thì bất luận người nào cũng như mình nên độ. Hoặc độ người bằng công, hoặc độ người bằng của, giúp nhau có cơm ăn, giúp nhau có nhà ở, vui sướng cùng sức chia, khổ lao cùng giúp đỡ. Thông minh giúp dạy ngu, giàu sang giúp nghèo khó. Mạnh mẽ giúp yếu hèn, quan quyền giúp dân già. Tồn vong cùng chung lo, an nguy cùng ủng hộ. Giúp nhau được yên lành, giúp nhau hết đau khổ. Tận tâm thương yêu nhau, tận tâm lo giải dỗ. Đồng mở rộng trí tài, đồng nâng cao trình độ, phá tan hết rừng mây, lấp bằng hết biển khổ. Chúng lo việc giảng sanh, chúng lo việc quá độ. Đồng tâm niệm Di Đà, đồng soi gương Phật tổ. Thế giới được quang minh, nhân sanh hết thô lộ. Ai cũng thiện như nhau, cõi ta bà hết khổ. Chúng sanh ở đời nay, sự khổ đau vô số. Chết nhiều thứ dĩ kỳ, bệnh nhiều chứng quái gở. Do người tạo gây ra, không phải tự nhiên có. Cùng nhau biết làm lành, tất thanh trời lắng do. Các việc ấy rất cần, đời nay mau thi thố. Nếu để tháng ngày qua, kiếp thế gian sụp đổ, chừng đó muốn lo toan.
đã ra người thiên cổ. Ấy mê ấy vẫn quần mây, khổ kia tồn lại khổ. Muôn kiếp chịu lắng trôi, khó tìm ra bến đổ. Vậy chúng sanh đời nay ráng tu cho tỏ ngộ. Nghe kể qua khiến lòng mừng rỡ, nghĩ rằng mình hẳn có duyên chi. Mới được nghe rộng nghĩa từ bi, đường Phật Pháp bước đi càng mạnh. Sẽ thêm xác nhận tình thương ba tâm, đôi với lòng Phật thanh giống nhau. Loài người sanh trên cõi trần lao, có liên hệ với nhau mật thiết. Cùng nhờ cậy lẫn nhau mọi việc, cho nên cần phải biết thương nhau. Mặc dù là có khác sắc màu, hoặc là chẳng cùng nhau nòi giống. Tình thương phải cần lo mở rộng, mới giúp nhau cuộc sống đồng vui. Cũng chẳng làm xã hội đi lùi, biết trao đổi khiến đời đầy đủ. Một mình chẳng thể nào phong phú, phải nhờ người vật nó vật kia. Hầu hết do kẻ khách sất chia, người mới có mỗi bề vật dùng. Kẻ cài cấy người lo tầm nhầm, kẻ cầu đường người đóng tàu xe. Nhỏ như kim mỏng tở lụa the, đều nhờ kẻ làm ra mới có. Ví dụ cái xác thân mình đó, cũng là nhờ cha mẹ sanh ra. Đâu tự nhiên mà có người ta, các vật khác cũng là như vậy. Do vật nọ vật kia hợp lại, mới trở nên tồn tại sanh thành. Nào khí trời, nào có cây xanh, nào ánh sáng, nào dòng nước chảy, đều là giúp sống cho nhân loại, rất liên quan trọng đại với người. Thiếu nó thì không thể sống đời, từ xưa đến hiện thời vẫn thế, người với người có giấy quan hệ. Vật cũng người toàn thể nương nhau, từ việc nào cho đến việc nào, người với vật nương nhau tất cả. Nhìn đâu cũng thấy cần cảm tạ, chớ không nên đem giả phụ phàng. Kẻ cho rằng cô lập sống an, là kẻ ấy hoàn toàn phi nghĩa. Nếu để ý nhìn ra bốn phía, thấy không nên chia rẽ với người. Trái lại nên đoàn kết khắp nơi, mình với kẻ sống đời mới dừng. Gặp thiên tai cùng nhau cứu chần, nhân quả thì cùng chẳng ngăn nhau. Sự kết liên chặt chẽ chừng nào, người tránh khỏi khổ lao chừng này. Chịu suy nghĩ tất là nhận thấy, sự liên quan nhân loại ra sao. Cho nên làm người phải thương nhau, lo nâng đỡ đổi trao mọi việc. Không những đôi với người quen biết, mà với ai cũng siết chặt tay. Việc bán buôn lòng giữ thẳng ngay, cách đối xử thường ngày thành thật. Của người mất
coi như mình mất, thấy người đau như việc mình đau. Sự tham gian trộm cướp đánh đau, việc nhiễu hại hung hào đâu nợ. Lấy lương tâm con người ra ở, sự bất lành rất khó sanh ra. Đôi với ai cũng có thể hòa, cái phẩm giá người ta không mất. Dù chẳng biết đạo tiên đạo Phật, cũng phải gìn tư cách con người, cách nói năng cũng phải lựa lời. Việc làm lũng nên coi thiện ác, dù người chẳng có ăn chay lạc, nhưng tánh tình phải được hiền lương. Việc hiếu trung cần phải lo lường, bày ân nghĩa cũng nên đền đáp. Thế nào trai, thế nào phù hợp, soi gương đời tất được biết ra. Xung quanh mình đủ hạng người ta, tốt xấu lấy đó mà lọc lừa. Mình được tốt ráng làm tốt nữa, lỡ xấu thì lo sửa hết đi. Ai khen chê cũng chẳng quản gì, việc thấy phải cứ thi hành tới. Sức nhẫn nại là nguồn thắng lợi, tánh gan lì là mối thành công. Mỗi người đều đầu não vẫn đồng, nhưng bền chí hay không có khác. Kẻ bền chí công thành danh đạt, người đổi tâm sát nghiệp hư thân. Việc càng to càng khó bao lần, càng bền chí bền tâm mới được. Ví dụ sự tu hành chướng phước, ở đời nay thật khó, rất khó làm. Xung quanh mình đầy nhiệt tục phàm, đầy quyến rũ dễ làm xa ngà. Nếu người chẳng bền lòng chắc dạ, phước không nên đạo quả chẳng thành. Đó nói riêng về việc tu hành. Còn việc khác muốn nên cũng thế, lấy bền chí ra làm cõi rề, đem quyết tâm ra thế thần phù, để hoàn thành chí hướng tượng phu, biết cư xử tròn câu đời đau. Nhận thức rõ kiếp người mộng ảo, thì phải mau tìm nẻo thoát ly. Chớ không nên vì lý do gì, ngồi im để chờ khi hoại diệt. Sự đang bỏ ngay chớ tiếc, việc nên làm riết chớ ngưng. Người phải nên tự chủ lấy thân, và cần có tinh thần nhất định. Việc chi cũng phải nên bình tĩnh, để xét suy tà chân thế nào, biết rõ rồi sẽ quyết định sao. Tiến hành đến khi nào kết quả, lòng đã quyết trời gầm không nhà. Dám hy sinh hết cả cuộc đời, sớm muộn gì cũng đạt đến nơi. Đúng như ý của người mình muốn, có nhất định tức đời không uổng. Có chủ tâm thì chẳng phí công, sắt đá không thể cứng hơn lòng. Lòng cương quyết thì không chi khó, lối âm tử được vào tấn ngò, nhờ đường tăng đầy đủ quyết tâm.
việc khó nhưng lòng cô kiếm tầm, quả quyết với người rằng sẽ gặp. Đem tất cả thành tâm tu tập, mối đạo màu sẽ gặp mối manh. Phật không sai hẹn với chúng sanh, nếu sanh chúng trọn lành tâm y. Chuyện đến đây lòng còn đang nghĩ, bỗng nhiên nghe bài kể khác thêm. Muốn làm Phật hay ma, tự hỏi lấy lòng ta, đừng hỏi nơi Phật tổ. Cũng chớ hỏi gì đã, việc ấy do mình định, Phật không tin sao ra. Siêu đọa thì Phật bảo, làm không vốn tại ta. Mình có thể làm Phật, mình có thể làm ma. Tự mình nhắm mắt lại, tự mình mở mắt ra. Mình phải tự tu lấy, không thể mượn người ta. Tội phước do mình tạo, lành dữ do mình ra. Dù ngồi bên cạnh Phật, lòng ma vẫn ra ma. Gần ma mà lòng Phật, chung cuộc thấy Di Đà. Phật do mình hiện tới, Phật do mình đi xa. Chớ nghi ngờ lẫn quần, đừng gán hỏi bao la. Muốn thoát ly cảnh khổ, phải tự quyết nhảy ra. Không tham của dương thế, chẳng nhiễm cảnh ta bà. Nguyện giáng sanh cực lạc, quyết được tỏa liên hoa. Tâm không rời Phật tổ, lòng chẳng cách Di Đà. Luôn luôn tự giác, thường thường nhớ giác tha. Thương người như cất ruột, giúp người tự giúp ta. Lo khai tri bát nhà, lo mở tánh ma ha. Việc khó làm được, điều khó nhận qua. Vì người vui bố thí, vì người vui xuất gia. Công đức không riêng hưởng, công đức cho muôn nhà. Từ bi khắp thiên hạ, chẳng từ bi riêng ta. Khi được tâm như thế, không gọi Phật cũng ra. Phật sẵn nơi sanh chúng, Phật ở khắp ta bà. Người được lòng như Phật, tất cùng Phật hợp hòa. Người mê không thấy Phật, Phật giác thấy người ta. Tu ở nơi am tự, hoặc tu ở tại gia, đều là có Phật cả, chớ phân biệt gần xa. Thành tựu mau hay chậm, do tâm lực mình ra. Lấy đó làm căn bồn, để cầu đạo Thích Ca. Cũng lấy đó làm chánh, để niệm Phật Di Đà. Tu hành được thế ấy, không lầm lạc đường tà. Điều này nên nhớ kỳ, khuyên tấn khắp chữ gia. Theo cái này để bước đi ra, đường tu học sẽ là nên được. Muôn ba tánh đều khai huệ phước, bài kể này hẹn ước truyền sâu. Giúp nữ nam sum thấy đạo màu, khỏi sợ lạc bước vào tà kiên. Nếu tâm đức thường lo trao luyện, tội lỗi không còn diễn lan ra. Phước biết lo thì tội biết xa, Phật biết kính thì ma biết lanh.
Người có đạo phải nên có hành, hành không xong đạo chẳng hề rồi. Đạo hạnh cần nhất quyết trao dồi, khi toàn thiện là người chánh đạo. Tội hay phước đều do mình tạo, cố nhiên đời hay đạo cũng mình. Phải cần nên đầy đủ đức tin, tự điều khiển lòng mình trong sạch. Tâm cứng cõi dám so thiết thạch, tánh sạch trong bì kiếp ngọc châu. Trong biển đời chẳng để đời câu, sức tự chủ lúc nào cũng có. Biết sai quỷ thì lòng tự bỏ, biết chánh chân thì cố tâm làm. Được trở nên nhập thánh siêu phàm, hầu hết cũng nhờ tâm tự quyết. Việc đời có ai mà chẳng tiếc, nhưng không ham vì biết đời tàn. Lo tu hành cam chịu gian nan, vì biết đạo là đàn cứu cánh. Phàm có thể trở nên thần thanh, nếu như người bỏ đắng phàm tâm. Không để lòng tái phạm lỗi lầm, từ đó sẽ chứng chân đạo quả. Phật cùng người có đâu xa lạ, không gặp nhau vì giả khác nhau. Nếu cho lòng cùng một sắc màu, người cùng Phật hòa nhau tức khắc. Được thấy Phật thì ma hết bắt, đạo khi nên trả đời tất được xong. Ráng tu cho phước huệ viên thông, đừng để uổng phí công hương khói. Như bài kệ vừa qua đã nói, làm Phật mà tự hỏi lòng mình. Nếu muốn cho khỏi kiếp tử sanh, tự mình phải tu hành chân chánh. Mười điều giữ hoàn toàn xa lánh, mười điều lành cố gắng làm xong. Viết hồng trần giống tướng cũng không. Đường Phật Pháp một lòng tinh tấn. Bị sự thế buộc bao nhiêu lần, ráng gỡ ra cho đặng tự do. Khổ ta bà tất chẳng còn lo, được khoái lạc vốn là ngày ấy. Trong lòng này vừa suy đến đây, kể được bài kể giải nói thêm. Chỗ nào có vạn vật, chỗ ấy có Pháp Phật. Chúng sanh đếm không cùng, Phật Pháp tinh chẳng hết. Phật luôn nhớ chúng sanh thường quên Phật. Di Đà độ không ngừng, Phật tổ cứu chẳng dứt. Cả mười phương Như Lai cùng khắp chư Bồ Tát, nào là do lo cứu sanh, nào là lo độ thác. Khi đổ bằng ngôn từ, khi đổ bằng tài vật, tùy phương mà giúp người, tùy người mà nói pháp. Vì người mà xả thân, vì người mà nhẫn nhục. Cho chúng sanh từ bi, cho chúng sanh công đức, vì chúng sanh mà sanh, vì chúng sanh mà tịch. Phương tiện gieo duyên lành, phương tiện truyền đạo đức. Hoặc độ ngay kiếp này, hoặc độ nơi kiếp khác.
cứu chúng sanh được vui, cứu chúng sanh khỏi ác, chư Phật cứu độ luôn. Dù đến vô số kiếp, Phật độ thế đành rồi, thế gian tự độ tiếp, để cho Phật độ không, độ bao giờ cho hết. Vui do chúng sanh gây, khổ do chúng sanh diệt, vừa tự độ lấy mình, vừa cầu xin Phật giúp, biết lỗi được có thiền, tất khỏi lo chết ngập. Lợi ích cả hai phương, tự lực và tha lực, chúng sanh có nhiều người quá ỷ lại nơi Phật. Chỉ niệm Phật cho nhiều, không lo hành đạo đức, ngoài miệng niệm Nam Mô, trong lòng còn tích ác. Thế là trái tu hành, thế là trái lời Phật. Phật chỉ độ hiền lương, Phật không độ hung ác. Trước ác mà sau hiền, tất nhiên là Phật giúp. Trước hiền mà sau hung, tất Phật không thể giấc. Mình biết mình còn hung, Phật biết thừa mình ác. Người ôm cái ác tâm, thật luôn công niệm Phật. Phật tuy rất từ bi, không vì tư ai hết. Phật không giúp người này, để làm hại người khác. Lòng Phật rất công bình, phân minh rành thiện ác. Tưởng Phật như ý phàm, tức là sai tánh Phật. Nên lấy tâm công bình, nên lấy lòng chân chất, để mà niệm Di Đà, để mà cầu chư Phật. Thế mới gọi nhà tu, thế mới gọi đạo đức. Niệm thế sẽ chứng thành, niệm thế sẽ hiểu lực. Ấy là chân tu hành, ấy là chân niệm Phật. Nam nữ cõi thế gian, niệm như vậy khỏi lạc. Cách niệm Phật chỉ cho đích xác, lòng từ bi phân tách rõ ràng. Lời kể qua giúp kẻ thế gian, càng thêm được vững vàng tin tưởng. Nếu mình cố gắng lo tu dường, tất Phật không hẹp lượng với mình. Phật từ bi cứu độ chúng sanh, chẳng phụ kẻ hữu tình với Phật. Người niệm Phật được lòng thành thật, đương nhiên là có Phật vãng lai. Phật không hề bỏ sót một ai, nếu người ấy tâm hoài đến Phật. Trừ những kẻ lòng đầy gian ác, niệm Phật trong giây lát rồi thôi. Hoặc những người niệm Phật ngoài môi, trong lòng chẳng thật người tin Phật. Tu giả dối chỉ thêm tội ác, không bao giờ được Phật hộ trì. Chớ tưởng rằng Đức Phật từ bi, độ tất cả bất kỳ lành dư. Biết niệm Phật ráng làm thiện sự, phước sanh thì nghiệp dữ tiêu đi. Nếu người không gây tội lỗi gì, thêm niệm Phật
càng quy Phật trong. Vì như kẻ của tiền dư đồng mà làm thêm chắc đặng mau giàu. Con người nghèo mà biết cần lao, tức là khỏi bị câu đói rách. Như bài kể quá rồi đã vật, Phật hay ma vốn thật tại mình. Người hạ không trao sửa tánh tình, để cho được trọn lành như Phật. Tuy sống giữa đời đầy vật chất, sánh nhai bằng nghề nghiệp chánh chân. Được thế là mới gọi hiền nhân, và cũng đứng vào hàng trong sạch. Nuôi sông cố nhiên là nhiều cách, nhưng nó không bắt buộc làm hung. Làm hiền lành chân chánh hiếu trung, đời sống có thể cung cấp được. Tại sao phải làm điều bao ngược, chẳng những là ô trượt thân danh, mà còn làm đời sống bất lành. Các tội lỗi buộc ràng mỗi bữa, nên xét kỹ tự mình lo sửa. Cho lương tâm không hổ với đời, dù người không tin tưởng Phật trời, cũng phải biết việc người tốt xấu. Việc tốt đẹp thì nên tạo cấu, điều xấu xa thì chớ tập tành. Luật pháp cần tôn trọng tuân hành, việc làm phải tốt lành chân chánh. Quyền lợi của người nên trọng kính, và nên lo an định quốc dân. Dù không tu cũng sánh bậc thần, đương nhiên quý báu hơn tu dối. Sống đời chẳng để cho phạm tội, tuy người nhưng đáng gọi thần tiên. Ai cũng đều ăn ở lương hiền, xã hội chẳng trở nên hỗn loạn. Giúp cuộc sống cho nhau chính đáng, mỗi người đều có bổn phận lo. Dân hiền hòa cùng được ấm no, nước nhà cũng khỏi lo sanh điên. Nếu đức hạnh của người tiến triển, thì sự tu sẽ đến chẳng không. Đạo lý luôn có sẵn nơi lòng, có dịp đến thì trông thấy nó, thấy Phật cũng sẽ từ chỗ đó. Nếu lòng người đừng có lãng quên, cũng như lời kể đã nói trên, người có thể làm nên tiên Phật. Tâm tự chủ nếu không để mất, thì là không bị vật khiến sai. Sẽ trở nên người tốt lành ngay, dù có lỗi những ngày quá khứ. Tội nơi tâm lấy tâm trừ khử, tự lòng mình đổi giữ ra lành. Thế cho nên chỉ một khách canh, từ trước đổi ra thanh chẳng khó. Đã có lắm người như thế đó, chỉ phút giây được tỏ đạo màu, khác nào như đêm tối đã lâu. Trong tức khắc trời soi sáng cả, quyết tu sẽ có ngày đắc quả. Đúng như câu giảng sự do tâm, học
Phật đừng quên chữ thầm thâm, người bền chí sẽ tầm được đạo. Lấy những nhục chịu khi khảo đau, đem giới răng để bảo vệ lòng. Việc khó khăn và lúc gai châm, đủ nghị lực với lòng tin tưởng. Cảnh xung quanh có nhiều ảnh hưởng, đừng để cho ép cuốn được mình. Trí huệ đem phán xét sự tình, thiền định lấy ra bình tâm địa. Bao nhiêu đó biết lo trao trìa, trên đường tu không ngã nữa chừng. Chỉ một đời đủ chứng Phật thần, không cần phải xả thân nhiều kiếp. Đến đây tiên kể cho nghe tiếp. Cõi ta bà thế giới hữu hình, thì tất hoài vạn vật chung số phần. Chẳng phải riêng nhân loại, ai cũng lo nghèo giàu, ai cũng lo thắng bại. Giàu nghèo rồi cũng thôi, thắng bại rồi cũng bại. Người đời không trường sanh, sự vật chẳng tồn tại. Vật nối nhau tiêu tàn, người nối nhau chết mày. Cách sống có nhiều phương, cách chết cũng nhiều loại. Sống đều sống không lâu, chết đều thân tan hoài. Ý dục lớn như non, lòng tham sâu tở hài. Người với người gian lừa, người với người giết hại. Ai cũng tưởng khôn ngoan, không ai cho ngu dại. Người là chỗ hơn thua, người là nơi lợi hại. Ai cũng muốn thành công, không ai mong thất bại. Nào việc giữ việc lành, nào việc quấy việc phải. Mỗi người muốn khác nhau, trong thế giới nhân loại. Do đó sanh cạnh tranh, do đó sanh biến cài. Vô số cuộc lệ rơi, vô số cảnh máu chảy. Đời là bãi tha ma, đời là cái khổ hài. Khổ chẳng phải tại trời, mà khổ do nhân loại. Nên khuyên nhau hiền từ, nên khuyên nhau hối cải. Khá làm phước làm nhân, khá tương thân tương ái. Giúp nhau được sanh tồn, giúp nhau khỏi sát hại. Cho nhau đủ gạo cơm, cho nhau có lúa dài. Vật dụng được đủ đầy, phương tiện được rộng rãi. Không còn kẻ vô liêm, không còn người mất dạy. Học thức được đồng đều, đức hạnh ai như nay. Giúp nhau được sướng vui, giúp nhau được an tay. Tạo thiên đường thế gian, tạo cực lạc hiện tại. Ai cũng được từ bi, ai cũng lo bác ấy. Mạng người biết kính yêu, của người không cướp lấy. Được tâm hồn cao siêu, được tinh thần quảng đại. Đời sống hết đói nghèo, lầm giả hết ngu dại. Người bình đẳng như nhau, cảnh an ninh được mày.
nghiệp mấy người chẳng gây, cõi khổ tất biến cải, có thể dứt luân hồi, có thể ngăn kiếp hoài. Sanh tử đổi niết bàn, hoàn thiên đổi tử tài, người người được thanh nhàn, người người không chướng ngại. Chúng sanh cõi ta bà cũng nên suy xét lại, mau hợp lực đồng tâm để lấp sông khổ hài. Giải thoát là tối cần, tử sanh là trọng đại, ngày giờ qua rất mau, khuyên người chớ trễ này. Mỗi bữa cố tiến lên, đừng phút nào lùi lại, cần nói chỉ Phật Đà nên rộng tình nhân loại. Lo cho cả nhân sanh được an vui mãi mãi. Con người sống trong đời hiện tại, mặc dù là không phải văn minh, nhưng vẫn còn trong cảnh tự sinh, theo định luật hữu hình tất hoài. Người vẫn bệnh vẫn già chết mày, có già vật có sanh đều quái đều tan. Khổ não còn đầy giữa thế gian, thân người rốt cuộc hoàng có bùi. Sự vật thay chế nhiều thứ mới, già chết xem còn cũ như xưa. Sức lên trời xuống biển có thừa, nhưng thiếu sức ngăn ngừa thần chết. Giàu sang bỏ xác rồi cũng hết, nghèo hèn hơi thở dứt cũng thôi. Hỏi cái chi là của người đời, trả lời chẳng có gì tất cả. Chỉ một cuộc lữ hành xứ lạ, về rồi thôi không thể mang theo. Đời khác chia là cảnh bọt bèo, không thể tránh khỏi ngày tan ra. Thật là kiếp con người tạm giả, thế gian là mồ mả của người, kể từ khi mới có đất trời. Kéo dài đến cõi đời hiện tại, cái đất của người đang ở đây. Không chỗ nào chẳng có thấy chôn, thấy người này ra đất ra bùn, mọc rau cỏ nuôi thân người khác. Thấy kiếp trước mọc lên rau rác, kiếp sau ăn không biết lạ thường, người nối nhau chịu chết một đường. Dù tài trí không phương cải gờ, kiếp sông ngăn lo lường vô số. Ít sự vui sự khổ thì nhiều, ngày tháng quanh quẩn có bấy nhiêu, xưa nay vẫn một chiều không khác. Người này thoát kế người kia thoát, sự thoát là kết cuộc đời người, bất luận ai sống dưới gầm trời. Không tranh khỏi ngày hơi thở dứt, thế thì khá nên tin lời Phật. Lo tu cho giải thoát kiếp phàm, các nghiệp mê cõi thế không làm, mà tất là khỏi bị sanh tử kiếp. Tạo nghiệp tất nhiên là thọ nghiệp, nghiệp nào thì chịu kiếp nấy ra. Nghiệp người ta sanh kiếp người ta, nghiệp thú vật sanh ra thú vật, nghiệp ác tất rơi vào chỗ ác.
nghiệp lành thì được gặp chỗ lành. Chúng sanh tùy nghiệp tạo mà sanh, có sanh tức phải đành có từ. Nghiệp sanh tử muốn cho rảnh sự, nghiệp hồng trần chớ thứ nào gây. Lo tu hành cầu đạo Như Lai, tâm ô nhiễm trần ai vũ sắc. Trong lòng tưởng Phật không hở cách, nhìn thế gian bằng mắt từ bi. Thấy khổ lo cứu hết khổ nguy, thấy mê độ mê si được khỏi. Làm phước đức không làm tội lỗi, lợi cho đời chẳng hại người đời. Ở phàm nhân những phàm tâm đã rời, chắc chắn nghiệp luân hồi hết được. Mọi người biết đua nhau làm phước, chẳng những cùng sống được an vui, còn giúp khi thoát khỏi luân hồi, nhất là khỏi sanh nơi thống khổ. Người há chẳng cùng nhau tới độ, diều dắt qua khỏi lỗ tử sanh, tế độ nhau được sống no lành. Là được biết tu hành giải thoát, nghĩ đến đây kể bài kể khác, cho nghe qua những việc như sau. Những điều người đã nghĩ đúng như lời Phật chỉ, kiếp chúng sanh vô thường, cõi thế gian mỏng mì. Cứ nói nhau sanh thành, cứ nói nhau tiêu hủy, không phải là mới đây mà đã từ vô thì. Khổ lão không thể ngăn, khổ tử không thể trì. Thời đại có khác nhau, song chất vẫn một ly. Đèn trăng khác mặt mày, vui buồn đồng tâm ý. Sống theo lối cảm tình, sống theo lòng ích kỷ. Nào tha thiết ái ân, nào mong cầu danh vị. Kẻ trẻ chưa vừa lòng, người già chẳng mãn ý. Ai cũng muốn trường sanh, ai cũng muốn phú quý. Bệnh tật ai cũng ghê, chết chóc ai cũng kỳ. Nhưng bệnh tật khó lìa, nhưng chết chóc khó tì. Ai cũng tổn công lao, ai cũng hao tâm trí. Thân sống không giữ còn, muốn ham chẳng được phì. Định mạng của người đời xưa nay không sai gì, người cũng nên tỉnh hồi, người cũng nên suy nghĩ. Giải thoát kiếp vô thường, lý khai đời mỏng mì. Bằng cách học từ bi, bằng cách tìm chân lý, chinh phục mái càng khôn, thông qua cõi quyền bi. Cửa luân hồi hết dạo, biển sanh tử hết lụy. Luôn luôn được trường tồn, thường thường được như ý. Ấy mới chân vinh quang, ấy mới chân địa vị. Người đạt tới mức này thật là chân giá trị. Người đời càng văn minh, việc sống chết càng nghĩ. Tìm cách trừ khổ đau, cho người đời hoan hỷ. Phật cũng vì tử sanh, đem pháp ra tu trì. Hiện tại được an vui, hậu lai hết khổ lụy.
nghe lời Phật thì hòa, nghe lời Phật hết nguy, Phật hoàn toàn từ bi, Phật hoàn toàn chân lý. Vì chúng sanh mà làm, vì chúng sanh mà nghĩ, tu cho cả chúng sanh, không tu cho ích kỷ. Giúp mọi người phước biên, giúp mọi người trí huệ, thấy tai nạn lo trừ, thấy bệnh tật lo trị. Độ người hết khổ sầu, độ người hết phiền ly, thật lòng thành mà tu, thật lòng thương mà phi, đó mới thật tu hiền, đó mới thật đạo lý. Kẻ học đạo ráng hạnh, người mộ tu khá nghị, đạo Phật là chánh minh, đạo Phật không hồ mị. Xưa nay chẳng đổi dời, người đời nên xét kỹ, làm theo lời Phật khuyên, đi theo đường Phật chỉ, thống khổ không còn mang, luân hồi không còn bị. Thân tự tại tự do, thật tự thân tự trì. Kể đã qua nhưng lòng còn nghĩ, đạo Phật là chân lý vô cùng, vì cứu đời vì lợi ích chung. Thật bác ái thật lòng từ mừng, nếu sanh tử người không dương dẫn, đạo Phật không còn bận khai trương. Ngày nào người sanh tử còn dương, ngày ấy vẫn còn trương đạo Phật, kẻ lầm lạc ra tay diều dắt. Người đắm chìm ra sức vớt lên, chẳng mong ai nghĩa trả ơn đền, ấy bổn phận thiêng liêng đạo Phật. Giúp sanh chung ấm no vật chất, còn giúp cho sang suốt tinh thần, biết mở đường lập mãn an thân, thoát khỏi cảnh mộng trần tám kiếp. Việc độ thế luôn luôn được tiếp, thời nọ qua thời khác nối theo. Cứu chúng sanh khỏi kiếp bọt bèo, đó là cái mục tiêu đạo Phật. Tình yêu chúng không bao giờ mất, độ diệt độ đời sau trước một niềm. Khi bệnh thì lo độ không im, lúc loạn cũng vẫn tìm cứu vớt. Nếu đau khổ chúng sanh chưa bớt, đạo Phật còn cần được rộng khai. Đem an vui tất cả nhân loại, đem hòa nhã đông tây nam bắc, giải cứu cảnh sống đời gai gắt. Phá tan bao thế lực bất công, thực hiện cho người được tương đồng, hết cách biệt ở trong đời sông. Mọi người nối liền dây cảm đồng, giúp đỡ nhau kinh trọng lẫn nhau, cả hai bề tri thức nâng cao. Để được khỏi phạm vào tối lỗi, đạo Phật giúp người đường phúc lợi, đạo Phật cho người lối quang minh. Đạo Phật là độ tử độ sinh, đạo Phật vốn còn lành còn sáng, đạo Phật chẳng nói làm mù quáng. Đạo Phật không mê tín dị đoan, đạo Phật là cứu khổ thế gian, đạo Phật rất minh quang đường lối.
xưa nay vẫn một niềm cứu rồi, cứu xác thân cứu tới linh hồn, đang kính thay Đức Phật Thế Tôn. Cho sanh chúng con đường Phật đạo, do đường ấy thoát dòng khổ nào. Giữ quá lành hung bảo quá hiền, được tỉnh ra khỏi giấc sầu miên, từ biển ấy được lên bờ giác. Biết rõ nẻo luân hồi sống thác, không còn gây tạo các nghiệp mê, quyết phát tâm cầu đạo Bồ Đề, cho khỏi kiếp u mê trọng trượt. Nếu không Phật không thầy chỉ trước, đường tử sanh đâu biết chẳng ngăn. Từ bi thay chư Phật Pháp Tăng, ân đức ấy biển non khó sanh, rất mong mỏi thập phương ba tầng. Nghe kệ kinh được tỉnh ngộ lòng, mà gió theo đường Phật giao lướt sông, về cực lạc lánh dòng tục lụy. Hôm sớm một lòng dình đạo lý, chịu khó khăn trì chỉ tu hành, rèn tâm hồn cho được cao thanh, sửa tánh nết trở nên hiền đức, các ăn nói hoàn toàn chân chất, công việc làm rất mực thẳng ngay. Riêng mình không mưu việc hại ai, cũng chẳng xúi người gây việc dữ. Lấy lòng Phật đem ra đối xử, dùng công tâm xét nghĩ sự đời. Thường khoan dung rộng lượng cho người, lo nâng đỡ tài bồi dân chúng. Cao thân phận cho đời hữu dụng, ở thanh liêm cho chúng soi gương, hành vi cần giữ được thích đương. Tư tưởng phải cho luôn chánh đáng, gặp việc nghĩa cố làm không chán. Trên đường tu gái ngạnh chẳng nao, càng nghĩa càng làm ý chí càng cao, tu càng luyện não đầu càng mạnh. Lúc nào cũng chủ trong tâm tánh, không để cho ngoại cảnh cầm đầu, luôn luôn đi theo chí nguyện cầu. Đó mới thật học câu Phật giáo, nếu dân chúng đồng tâm hành đạo, đúng như lời Phật bảo trong kinh, tất nhiên là thiên hạ thái bình, ai cũng được no lành cơm áo. Trong nhà chẳng sanh điều xào xao, ngoài ngõ không loạn bão xảy ra. Chỗ xa gần cũng được an hòa, người đây đó đều là vui vẻ. Biết lễ nghĩa từ già chí trẻ, biết khiêm cũng chẳng kẻ nào không. Luật nước nhà ấy cũng biết tầm, việc xã hội người đồng lo tới. Ai cũng biết dĩ hòa vi quy, ai cũng lo phúc lợi giúp nhau. Cái tinh thần tự giác nâng cao, tánh phục thiện lúc nào cũng có. Trao tâm trí luôn luôn sáng tỏ, rèn tánh tinh đầy đủ hiền lương, giúp người cứu giúp người là việc chủ trương, giải thoát vốn là đường duy nhất. Các việc ấy của người đạo Phật rất rõ ràng không chút lu mờ, kể từ xưa cho đến bây giờ. Chân đạo Phật vẫn là như thế, đọc
kỹ lại lời trong kinh kệ. Người sẽ trông thấy rõ mười phần đạo Phật không độc thiện kỳ thân, mà đạo Phật là chân đại đồ. Đạo Phật cũng là chân giác ngộ, không bao giờ thôi quá tinh thần, luôn luôn là ở sát bên dân, phương tiện độ khách trần mỏi mặt, mình được giác độ cho người giác. Mình được vui đem sớt người vui, thật lòng thương giúp đỡ mọi người, đó là kẻ tu nơi cửa Phật. Phật chẳng bảo tu ngồi nhắm mắt, Phật bảo tu hoạt bát tinh thần, mở từ bi tế thế độ dân, mở trí huệ đưa thân dắt chúng, gặp khi dũng phi thường anh dùng, gặp khi nhu rất đúng hòa nhu, ngày đêm lo công đức là tu, chân tu chẳng khi nào êm thế, bao giờ cũng lo bề cứu tế, đó mới là thật kẻ tu hành, và tu như vậy sẽ đắc thành. Ai còn dám cho rằng vô ích, tu sai cách nên người chỉ trích, tu đúng theo lời Phật ai chê, tu bướng càng tích thị tu mê. Tu suy xét ấy là tu tình, tu mê chẳng bao giờ kiên tánh, tu tình thì chắc đặng minh tâm. Kiên tánh rồi sự vật hết lầm, minh tâm được quyền tâm rõ thâu. Hết lầm lạc thì không cần câu, rõ quyền tâm chẳng bâu tục phàm. Trần câu không thì nghiệp hết giam, tục phàm chẳng tức làm Phật thân. Tu niệm phải chú nơi kiên tánh, hành đạo cần đạt đến minh tâm. Ấy là điều tu sĩ kiếm tâm, mà dù rằng phải hy sinh cao giá. Tu hành cố nhiên cầu đắc quả, đắc quả rồi càng độ chúng sanh, độ sống lành độ chết cũng lành. Đó là cái chân tình nhà Phật, mong những kẻ mẫu đường đạo đức ráng tìm ra nguồn gốc sự tu, hầu làm cho đạo Phật hết lưu. Đánh thức kẻ từ lâu lầm hiểu, được thấy đạo Phật không thể thiếu, công đức kia của triệu không bì. Đó mới là thật kẻ tu trì, đó mới thật người quy y Phật. Tu thế mới không xa sự thật, tu thế là hạnh phúc cho đời, xưa nay cho đến suốt hậu thời, tu ấy đáng cho người ghi nhớ. Vừa tới đây kể nghe kể tỏ, như lời kể nói qua, hiện tại cõi ta bà. Nhằm thời kỳ mạt pháp, cửa Phật dẫn người ta, ít người tu chân chánh, nhiều kẻ học tà ma, ngoài đường nhiều Phật tử, trong chùa lắm sải ma. Nhiều kẻ tu tự lợi, ít người tu lợi tha, tuy chỉ tu nơi cửa miền, hoặc tu ở cà sa, không giáo truyền Phật pháp, chẳng cứu độ người ta. Từ bi không thực hiện, bố thí chẳng làm ra, thấy mê đành ngoảnh mặt,
nghe khổ nỡ bỏ qua, xã hội không màng biết nhân sanh chẳng thiết tha. Cách tu như thế đó trái lời của Phật Đà, khiến người đời phê phán, khiến ngoại đạo kêu ca, cho tu hành vô ích, cho tôn giáo mù lòa, gây nghi ngờ ba tánh, làm chán nản đàn na. Lòng tin lần lần kém, cửa Phật lần lần xa, quay theo đường tội ác, trở lại lối yêu ma. Những tăng ni tu dối, những đạo chúng lòng tà, chớ ẩn dương nương Phật, đừng lợi dụng ba gia, khá nhớ ơn tam bảo, nên đáp nghĩa đàn na. Dùng áo cơm ba tầng, phải cứu độ người ta, Phật Pháp lo phổ biến, công đức lo tạo ra, thuyền từ đưa đây đó, đuốc quế gọi gần xa. Kêu người lo tu tịnh, khuyên kẻ niệm Di Đà, thấy chánh khuyên thêm chánh, thấy tà khuyên bỏ tà. Mùi thiền sông khắp chốn, nước tịnh rưới muôn nhà. Tăng cao lòng tin Phật, mở rộng đạo Thích Ca, đó mới là hành đạo, đó mới là thiền gia. Đạo hưng do tăng chánh, nước thành do dân hòa, quan hệ ấy khá nhớ, trách nhiệm ấy đừng xa. Những người tu cư sĩ cũng như kẻ xuất gia, bổn phận cần gìn giữ, quy tắc chớ bỏ qua. Cư sĩ tròn cư sĩ, xuất gia tròn xuất gia, lo thoát ly trần tục, lo cứu độ người ta. Mục đích ấy ôm chặt, chỉ nguyện ấy thiết tha. Gian lao không lùi bước, chướng ngại cố vượt qua. Nếu quyết tu như thế, tất nhiên Phật hiện ra, đạo quả được minh chứng, công đức được bao la. Chúng sanh đời mạt pháp, tu như vậy mới là. Những lời trong bài kể nói ra, rất mong kẻ gần xa chú ý. Hạng xuất gia như người cư sĩ, đồng nhất tề đạo lý lo xong. Công thẹn nơi tam bảo hội đồng, cũng chẳng hổ ở trong bè bàn. Tâm cố định có ngày hết loạn, đạo cố tu sớm muộn cũng thành. Tu vốn là quan trọng sự hành, hành đạo được là thành quả được. Muôn tu chớ để lòng nhu nhược, phải quyết tâm nỗ lực thi hành. Lòng thủy chung lo việc làm lành, luôn nuôi chí cầu sanh Phật quốc. Quyết tìm kiếm cho ra cảnh thật, khác hơn muôn sự vật tạm trần. Trước độ mình khỏi chuyển luân thân, sao cứu kẻ khác an lạc kiếp. Nhất nguyện chẳng tạo gây ác nghiệp, dứt con đường tai kiếp phàm phu. Vẫn biết rằng đạo Phật khó tu, nhưng lòng quyết tu cầu cho được.
như lời kể đã vừa nói trước nay nhằm kỳ mạt pháp chân tiền. Rất ít người cùng Phật hữu duyên, vì lẽ đó cửa thiền dân khách. Nếu có kẻ khởi tâm tưởng Phật, ấy là do tiền kiếp hữu căn. Nếu con đường Phật pháp cứ phân, nhất định cõi niết bàn đến được. Gặp gai gốc nếu không lùi bước, tất nhiên là đi được tới nơi. Sự nên hư do ở lòng người, thành bại chứ đổ nơi trời Phật. Đời là giả hay là chân thật, để tâm suy xét tất biết ngay. Đời chính là một giấc mộng say, đời là cõi chôn thấy thiên hà. Thấy như thật nhưng toàn dối giả, không một ai được thỏa tấm lòng. Rốt cuộc điều chi cũng quá không, dù người có luôn công bình dình. Nào phú quý, nào mùi chung đỉnh, nào công danh, nào miếng lợi quyền, như rừng mây, như bọt nước xuyên. Không thể giữ được thiên tuế nguyệt, số định của người là sanh diệt. Vạn vật là đồng kiếp vô thường, có lên mây cũng khó ẩn nương. Dù xuống đất vô phương trốn thoát, cái chết vẫn luôn luôn đeo sát. Dù người không muốn phát mặt tình, thấy rằng trong đời của nhân sinh có ẩn sức vô hình chi phối. Mang xác thịt không ai tránh nổi, sanh làm người đều phải như nhau. Trẻ rồi già rồi yếu rồi đau, rồi phải chết người nào chạy khỏi. Thấy sự thật không cần phải hỏi, ai cũng đều biết rồi như nhau. Há không tìm phương pháp siêu cao, hầu sớm có tẩu đào kiếp chết. Nghe lời Phật nở trần ta hết, nghiệp thế gian nhất thiết không gây. Tất nhiên đường sanh tử khỏi ngay, không duyên cớ đầu thai lại nữa. Lo tu gấp chớ nên lần lừa, đạo sớm thành nghiệp khổ sớm tan. Cái chết không biết được thời gian, đợi gần tống linh sang thì muộn. Khi sắp chết trong lòng luôn cuốn, không dễ gì niệm tưởng Di Đà. Có nhiều người Phật chẳng nhớ ra, chết mấy sản hoặc là bất đắc. Như thế tức dứt đường tiên Phật, dù lại sanh cũng chắc vô duyên. Khó được nghe lời Phật pháp truyền, kiếp luân chuyển nối liền không hờ. Việc ấy rất đáng làm lo sợ, hiện thời nên hối ngộ mau đi. Một lòng thành cầu Phật quy y, cho sớm được thoát ly mê khổ. Đời biến chuyển nay thành mai đổ, sự luân lưu kim cổ một tuần. Kẻ thì vui còn kẻ thì buồn, buồn vui biến đổi luôn tâm trạng. Lật sự sách
ra cha từ đoàn, thấy tuần đời như lãng sóng chiều. Bất luận là buổi sớm buổi chiều, cứ lên xuống nối theo không dứt, bưu sự sống cạnh tranh đắc thất. Được thì vui còn mất thì buồn, cứ thế mà tiếp diễn ra luôn. Rồi phải chết phải buông tất cả, kẻ nông phu hay nhà vương già, chúng quy đều thế cả không hơn. Thế cho nên hầu hết chư nhân khuyên chớ có vị thân vị kỳ, vị thân ấy có ngài phải quỳ. Dù gian ngoan cũng chỉ luôn công, chi bằng nên mở chí đại đồng, giúp nhân loại sống chung hạnh phúc. Không thù hận không mang ác đức, lại cũng không người đục khoét nhau. Cảnh vui tươi đâu cũng một màu, đó có phải là cao thượng nhỉ? Nhân loại được thế là bình trị. Đàn áp không khinh thị cũng không, lúc sống cùng nhau chẳng ác lòng, khi thác tất là không bao oan. Hồn lẫn xác trong đường tươi sáng, Phật với người tất chẳng khác nhau. Có phải chăng là cảnh siêu cao, nợ người nên để tâm vào việc ấy? Kể nghe kể khách gian dối lại, ôm lấy chi cứu đời, không phải chỉ nhất thời mà lúc nào cũng cứu. Cứu đến lúc tàn hơi, lành thì khuyên nên tấn, dữ thì khuyên nên thôi. Người khổ tùy cứu khổ, người vui tùy cứu vui, hạng nào cũng tiến độ, không hạng nào bỏ trôi. Từ bi ban chúng chúng bắt ai gãi nơi nơi, gọi người lo đạo đức. Khuyên kẻ ráng tỉnh hồi, chân lý không ngất tiếng, Phật Pháp chẳng quên lời, cứu độ luôn không nghỉ. Hoằng qua luôn không thôi, ấy thật người phụng Phật, ấy thật kẻ yêu đời, gian nan không chán nàn. Trở ngại chẳng bồi hồi, ai chê cũng không dần, ai khen cũng không vui, nghe chê cho chưa hiểu, nghe khen cho tường thôi. Tu không vì khen ngợi, tu không vì chê cười, tu là vì giải thoát, cứu độ vì thương người. Muốn ai cũng hết khổ, muốn ai cũng được vui. Ấy là tình chư Phật, ấy là phận cứu đời. Không quản cơn lao ly, chẳng phiền lúc tả tơi. An ninh cũng độ thế, ly loạn cũng cứu đời, tu cứu toàn thiên hạ. Đạo qua khắp mọi nơi, đang độ không tiếc mạng, đang nói không tiếc lời. Giúp người được giải thoát, giúp người hết nỗi trôi, làm hạnh phúc nhân loại, làm lợi ích mọi người. Tùy người đưa đến chúng, tùy kẻ dắt tới nơi.
trông xem giờ mà đánh buồm, xem gió mà khơi lấy trí huệ độ thế, dùng phương tiện cứu đời. Mục đích làm tỏ ngộ, chí nguyện làm an vui, người theo tôn chỉ Phật, tâm hạnh ấy nên soi. Tuy rằng nói mạt pháp rốt đời, nhưng lòng Phật thương người không giảm. Tâm đạo đức người càng u ám, sự cứu an Phật thánh càng tăng. Từ tánh từ bi rộng lớn vô ngần, sức quá độ chúng sanh không mỏi. Đang kính thai tâm hồn thương còi, cao quý thai đường lối Phật gia. Đối với ai cũng rất hải hà, lúc nào cũng sông pha cứu vớt, khiến người biết mở tâm chia sớt, khiến người sanh lòng biết thương nhau. Như nước làm vạn vật tươi màu, như trời giúp hoàn cầu ấm áp. Hết mê mũi nhờ ơn Phật Pháp, mê khỏi lỗi lầm nhờ Đức Thế Tôn. Được biết đường giải cứu xác hồn, mới là nhờ có chân ngôn của Phật. Không riêng chúng sanh nơi quả đất, cả chúng sanh ở khắp mười phương, cũng là nhờ có Phật chỉ đường, mới được biết rõ phương giải thoát. Những người được về nơi cực lạc, số đông như là cát sông Hằng. Đức Phật sâu biển có lượng bằng, ân Phật lên núi không đo kìa. Nghe lời Phật lo tu hiện kiếp, mà tất nhiên là ác nghiệp hết mang. Giải quyết xong đời sống thế gian, các đau khổ nghiệp quan đều dứt. Xong khỏi cảnh kẻ dằn người giật, thoát khỏi lo nở chực oan chờ. Hoàn toàn ra khỏi kiếp trượt nhơ, luân hồi hết sợ lo quân quýt. Được thông thả không điều xiềng xích, được an vui chẳng chút khổ sầu. Cảnh ấy người đời khá tâm cầu, nên cương quyết làm sao đạt tới. Phật đi trước chỉ cho đường lối, mình làm theo tiếng gọi ắt nên. Tuy gốc gai có nổi bước lên, nếu bền chi tất thiền qua được. Sự lao khổ phải mang chịu trước, việc an vui sẽ đáp lại sau. Cứ ngồi yên một chỗ ước ao, công việc chẳng thể nào thành tựu. Nếu người muốn Phật tiên đến cứu, ít nhất là phải có lòng thành. Đạo muốn siêu mà chẳng chịu hành, thì không thể nào thành đạo được. Nhớ lịch sử Thích Ca thuở trước, tất nhiên là giải được nghi nan. Thích Ca xưa chịu lâm khổ nàng, mới là được đắc thành Phật hòa. Các tiên thanh cũng như thế cả, có ai tu thông thả mà thành. Người khá soi gương đo tu hành, chắc chắn được chứng minh đạo phẩm. Nên đệ tuy sớm khuya suy gầm,
làm cho thân khỏi đắm chìm thêm, khỏi thế gian hết bị kẹt kèm. Địa ngục cũng không làm sao đọa được trường mãn như là Phật cả. Không còn mang tạm giả số căn, bản giới chưa Bồ Tát ngày hằng mà được cụ túc lục không như ý. Cảnh chân thật không đều dối mì, sự cũng chân mà lý cũng chân, được thật tâm và cũng thật thân, khác hơn cõi hồng trần quyến hoặc. Ráng lập chi tu thân cho đắc, để khỏi mang phàm xác nặng nề, được kim thân ở cõi liên quê. Sanh tử khổ không hề trói buộc, tu gấp kẹo tháng ngày qua huốc, dịp qua rồi muốn gặp khó thay. Bóng thiều quan chẳng đợi chờ ai, sự tu phải hành ngay mới kịp. Chết trẻ cũng là qua một kiếp, chết già thời cũng hết một đời. Cái chết không hiện tuổi hiện người, chớ nên đợi ngày mới sẽ hối. Chuyện giờ trước còn không lượng nổi, huống chi là chuyện tới ngày mai. Biết bao người vừa mới sống đây, sau đó ít phút giây đã chết. Đợi đợi hơi thở sắp gần khi hết, mới lo tu thì việc trễ tràn. Này khá tu chờ đợi thời gian, sớm đi tất nhiên đàn mau tới. Mong tinh nữ thiện nam các giới, mau phát tâm phân khởi tu hành, độ cho thân đạo quả đắc thành. Cứu cha mẹ vạn sanh Phật quốc, đồng thời cũng tế nhân độ vật, được siêu thân hết kiếp luân hồi, biển trần không còn bị nổi trôi. Cảnh khổ của kiếp người cũng khỏi, việc đạo lý khá nên học hoài. Sự tu hiện cần phải chăm nom, giúp tâm hồn thoát cảnh tối ôm, khiến đời sống khỏi vòng tối lồi. Giải thoát lấy sự tu làm cội, tỏ ngộ do biết lối tu hành. Tu được lòng đầy đủ tinh thành, đạo sẽ đắc như mình ao ước, lòng người muốn cố làm sẽ được. Dù việc đời hay việc nhà tu, có tâm thành có sức cẩn cù, chỉ sẽ tỏi đạo màu sẽ đắc. Nhìn kim cổ tất là biết chắc, thành bại do tâm lực mà ra. Cương quyết lên chớ có giận già, lo tu tỉnh để qua khổ ác. Trên đường đạo có nhiều thử thách, người cần tăng nghị lực vượt qua. Nhớ niệm luôn sao chữ Di Đà, lòng cầu đạo đừng xa một chút. Lòng cầm chứ để cho thêm đục, làm hiện đừng sanh chút nào hung. Màn vô minh ráng dẹp tận cùng, gốc vọng tưởng cô khuân cho hết. Nhớ luyện tập dù rằng mỏi mệt, lo công phu dù việc khó khăn. Y kệ kinh tu niệm thường hằng, lấy giới luật
để răn tâm mình. Thường tự xét trong lòng tà chánh, thường gán lừa ngôn hạnh tục tiên. Thấy sai lầm thì chẳng ngăn liền, thấy quỷ phạm thì nghiêm hối lại. Lúc nào cũng lo trao sửa mãi, dự đến đâu cũng phải ra lành. Tu được lòng cương quyết lo hành, tất nhiên đạo được thành như nguyện. Mong ba tánh chí công tu luyện, để cho mau được hiển đạo màu. Thấy rõ đường cực lạc nơi đâu, hầu phương tiện chỉ cho nhân loại, sớm khỏi cảnh ta bà khổ hại. Được hoàn toàn tự tại an vui. Nam mô Sám Văn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Sám Văn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Sám Văn Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát.